xin được mến chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Đẹp Để Tự Tin được phát sóng vào lúc 21h50 thứ Năm hàng tuần trên kênh HTV9. Có thể nói là câu chuyện làm đẹp của chị em phụ nữ là một câu chuyện trường kỳ luôn, và nói hoài không bao giờ hết. Và đặc biệt là nói đến sự trẻ trung, nói đến cái sự thanh xuân đó, thì các chị em phụ nữ hay nghĩ là cái sự trẻ trung, tươi trẻ đó là do cơ địa. Có chị em thì nói là cái người mà gương mặt bầu bĩnh á, lúc nào cũng trẻ lâu hơn những chị em mà có gương mặt xương xương. Rồi những người nhỏ nhắn á, thì còn nhìn nó cũng đáng yêu, trẻ trung hơn. Như vậy thì cái định nghĩa trẻ trung của mỗi người mỗi khác, đúng không nè? Và như vậy thì ngày hôm nay chương trình Đẹp Để Tự Tin sẽ giúp cho các bạn hiểu như thế nào là sự trẻ trung và làm như thế nào để có được sự trẻ trung đó. Như vậy thì chúng ta hãy cùng đến với tiểu phẩm của chương trình để xem bí quyết của các chị em trong đây là gì nhé. Trời ơi, tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Ngon ơi, ngon. Trời ơi, cái con nhỏ này con ngon ở đây mà kêu từ hồi nãy tới giờ không thèm ra mở cửa cho chị nữa. Làm chị phải đẩy cửa xong vô, thiệt là đường đột chứ. Con ngon nó đã chết rồi, chị cứ đường đột đi. Ủa làm gì vậy? Sầu mặt mày âu sầu. Chị hãy nhìn em đi. Chị đã nhìn nè. Chị nhìn kỹ vô. Nhìn kỹ rồi. Chị không thấy gì hả? Em bị thấy ghê quá. Mắt bên đây lé xẻ rồi kìa. Ủa thiệt luôn hả? Có đâu chị. Ai biết đâu, tự nhiên thấy em trợn trừng nhìn chị. Nhìn đi. Trong ánh mắt vậy chị thấy mắt em lé xẻ. Coi nè. Cái gì nữa? Chị coi nè. Nó đua nhau. Nó nở trên mặt em nè, chị thấy không? Làm sao? Em bị tàn nhang đó. Em bị tàn nhang nè, chị thấy không? Hột nè. Nó tranh giành nhau. Cái mặt em là cái vùng đất màu mỡ. Sao á? Trời ơi, cái mặt em bị y như bánh tráng mè vậy đó. Tao nói bây giờ mà có gói xôi giò hãy dắt xong lên bánh tráng mè cuốn lại ăn ngon lắm luôn á. Người ta đã buồn muốn chết luôn rồi, tao bị tàn nhang luôn nè. Vậy mà chị còn nói vậy nữa. Vẫn chơi với em thôi. Chứ cái vụ tàn nhang này á, bữa giờ nghe than là tôi biết rồi. Chị đem thuốc qua cho em nè. Phương thuốc thần kỳ, hiệu nghiệm tức thì, không hết không ăn tiền. Thiệt hả chị? Trên. Đu đủ hả? Đu đủ còn xanh. Ở nhà mới hái đem qua liền luôn đó. Chị có muốn mà hầm chân giò gì chị đem về nhà chị hầm đi, em muốn cần mấy cái này đâu. Cái này là đem qua cho em để em chích lấy cái mũ nè. Đó, cào cái là nó xì mũ ra nè, thấy không? Đó, rồi lấy cái mũ này nè, chấm lên tàn nhang. Một tuần nó khoảng 2 đến 3 lần trước khi đi ngủ. Bảo đảm hả, không còn một nốt tàn nhang nào hiện diện trên cõi đời này nữa. Bữa giờ chị nghe mấy bạn ngoài chợ giới thiệu nhau đó. Thiệt không chị? Thiệt luôn hả? Thiệt mà, không tin thử đi rồi biết liền ha. Vậy là mặt em cứ trở lại như xưa rồi. Chị nghĩ vậy. Dắt vậy á. Vậy là sao? Thì là mấy bà ngoài chợ, mấy bà nói nhưng mà hiệu quả thực sự tới đâu á, hay là có an toàn cho sức khỏe hay không thì không biết. Chị chưa biết thì sao mà chị giới thiệu cho em hả? Thì chị không được cách nào hay thì nói cho em nghe để cho em thực hiện. Còn cái chuyện mà an toàn hay không, hiệu quả thế nào thì phải hỏi bác sĩ, chứ hỏi chị thì em thấy nguy hiểm quá à. Thưa quý vị cũng thấy là làn da là thể hiện rõ rệt cái sự trẻ trung của chị em phụ nữ nhất. Người ta hay nói là nhất dáng nhì da mà, đúng không? Nhưng mà thực sự thì cái dưỡng da nó cũng khó nhằn lắm, nó gặp rất nhiều vấn đề. Và với nám và tàn nhang thì chị em phụ nữ đau đầu lắm và muốn là phải giải quyết triệt để. Nhưng mà bây giờ phải giải quyết triệt để bằng cách nào? Thì bây giờ chúng ta hãy cùng gặp gỡ bác sĩ Võ Thị Bạch Sương, chuyên khoa da liễu của Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào bác sĩ. Chào Tường Vi, chào quý khán giả đã xem chương trình. Bác sĩ ơi, bản thân em ngày xưa em cũng không hiểu rõ nám và tàn nhang, tại vì là nó là những cái vết đen giống nhau cả. Dạ đúng rồi, yeah. Mình không có phân biệt được. Như vậy thì cái sự phân biệt nó như thế nào ạ? Nám và tàn nhang sẽ giống nhau ở cái chỗ từ y khoa gọi là tăng sắc tố. Nói nôm na đó là nó đen hơn cái vùng da bình thường, nhưng mà nó khác nhau ở một số điểm như sau. Cái nám á, nó xuất hiện một cách đối xứng, nó diễn biến chậm, từ từ. Hồi nhỏ mình không có, lớn lên dần mới có. Ở hai bên má, ở môi trên, ở cung mày, ở trán, rồi có thể là ở vùng hàm dưới, ở cằm, một cách đối xứng, nó đồng thanh đồng thủ, tức là bên này miếng, bên này miếng, bên này miếng, bên này miếng. Còn hãy mà thấy nhất bên trọng, nhất bên khinh, bên này có mảng, bên này không, cái đó lại không gọi là nám, cái đó nó là một cái bệnh tăng sắc tố khác. Còn cái tàn nhang thì nó lại là khác. Tàn nhang có thể xuất hiện từ thuở nhỏ, thì nó là những cái thương tổn cũng màu đen, đậm nhạt cũng khác nhau, tùy theo loại da, tùy theo từng cái vị trí. Kích thước của nó thì chỉ bằng cái đầu kim gút thôi, hoặc là bằng đầu bút bi đó, rồi nó lấm tấm nó nổi ở trên mặt, thì thường nó tập trung nhiều ở cái vùng cao của mặt, đó là hai gò má. Ngoài ra nó có thể xuất hiện ở trên lưng trên, ở trên cánh tay, ở mu bàn tay, ở cẳng tay, ở những vùng phơi bày ra nắng. Coi bộ tàn nhang thì nó có yếu tố là bẩm sinh hơn, đúng rồi. Nó, người ta đã xác định được cái gen di truyền, cái gen di truyền của cái tàn nhang đó. Nếu mà như vậy thì em nghĩ là tàn nhang khó trị hơn. Đúng thế, một là nó khó là vì nó nhỏ, những cái tác động gì của mình lên trên nó đều phải là tẳng mẳng tỉ mỉ. Thì giống như trong tiểu phẩm mà chị cũng thấy là bắt đầu sử dụng đến cái yếu tố là tự nhiên, dùng là mũ của trái đu đủ xanh, thì cái đó nó có trị được thật sự không ta? Đầu tiên phải nói xuất xứ đó là cái lột da, nó là một trong những cái cách để điều trị nám và tàn nhang và đã được y văn xác nhận. Tuy nhiên cái lột đó là phải lột với chất gì, với một cái độ sâu như thế nào. Từ những cái khái niệm như vậy thì dân gian mình nghĩ là những cái gì mà có trong tự nhiên, từ trong rau củ quả của mình mà lột được thì nó thiên nhiên hơn, nó lành. Tuy nhiên những cái điều đó là không đúng. Hồi nãy hai bạn ở trong cái tiểu phẩm đó chia sẻ với nhau, rồi mình bôi như vậy thì là không kiểm soát được cái chất đó, cái lượng nó là bao nhiêu, nó vô sâu bao nhiêu, và đặc biệt khi mà nó làm tổn thương da, từ đó có thể làm tồi tệ hơn cái tình trạng da của mình. Thí dụ mà nó hết rồi, mình thấy nó hết rồi, nhưng mình bắt đầu mình ngưng, xong rồi nó trồi lên lại, thì cái chuyện đó nó có thể xảy ra không bác sĩ? Những cái phương pháp mà chúng ta điều trị, từ cái kem mình bôi bên ngoài nè, từ những cái tia laser để phá hủy có chọn lọc những cái thành phần màu đen nè, rồi từ cái thuốc uống từ bên trong để làm giảm đi những cái yếu tố mà nó là màu đen, chúng ta vẫn không giải quyết được tận gốc của vấn đề. Ví dụ như là cái đó do nội tiết thì phải trị liệu bằng cái chuyện là thay đổi về nội tiết, rồi cái yếu tố về yếu tố di truyền vân vân, nó còn nhiều yếu tố. Nhưng mà một cách để cho chúng ta có thể kiểm soát được nó ở một cái mức độ tốt hơn, đó là cái mình tránh nắng cho hiệu quả, giữ tinh thần cho thoải mái, nhờ cái sự hỗ trợ của những cái sản phẩm bôi tại chỗ an toàn. Ở đây chúng ta nhấn mạnh chữ an toàn ngoài cái hiệu quả, là vì cái này mình phải bôi ngày này qua tháng kia. Nếu như mà mình bôi cái sản phẩm không tốt, không đúng, thì như vậy mình đã vô tình làm hại cho da và cơ thể của mình rồi. Tàn nhang nó lại mang yếu tố bẩm sinh rồi. Vậy có trị được hay là mình có cách nào mình làm giảm được không ạ? Nó sẽ tùy theo cái sự hài lòng của người bệnh về cái bản thân của mình. Trong trường hợp ví dụ như là có những người tàn nhang nổi nhiều quá nhưng mà họ thấy bình thường, tôi che khuyết điểm ví dụ vậy. Nhưng mà có những bạn chỉ cần một ít thôi, điều đó làm bạn kém tự tin, cần phải điều trị. Thì đối với những cái điều trị thì các bạn cũng thấy là cái tàn nhang hồi nãy nói nó nhỏ chút xíu, thành ra mình bôi thuốc á, mình bôi là để cho nó đỡ đen hơn. Và chúng ta có thể bôi những cái thuốc mà bác sĩ hoặc là những cái chuyên viên mà về thẩm mỹ hướng dẫn, và mình bôi gọn lên trên cái phần tàn nhang. Nhưng mà làm cho nó mờ cũng hơi khó, là vì cái phần tăng sắc tố của nó còn ở dưới nữa. Thì người ta có thể sử dụng cái biện pháp phá hủy nó, ví dụ như là người ta đốt hoặc là người ta bắn laser. Đốt tức là mình dùng nhiệt, mình làm phỏng cái chỗ đó. Nhưng mà mình làm phỏng có kiểm soát, phỏng một chút chéo ngay đúng cái chỗ đó, để làm chi, để mình tách bỏ đi cái phần bị tàn nhang. Còn một cái cách thứ hai nữa là bắn, thì là mình dùng cái máy laser bắn một cái, thì cái tia laser nó xuyên qua da mình, nó xuống ở dưới da mình, nó hủy cái chất melanin, là cái chất mà đen mà tạo cái tàn nhang. Và nó hủy một lần có, nhiều lần có, thì từ từ cái tàn nhang đó mờ đi. Tức là mình điều trị trọng điểm đúng như cái chỗ đó thôi. Và mình kết hợp với, các bạn nhớ luôn cái chống nắng là yếu tố hàng đầu đối với những cái thương tổn tăng sắc tố. Những lưu ý khi điều trị tàn nhang: tránh xa mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, không lột tẩy mạnh khi điều trị tàn nhang trên mặt, bổ sung các loại rau củ quả giàu vitamin nhóm ACE, tránh xa ánh nắng mặt trời khi điều trị tàn nhang trên mặt. Lựa chọn điều trị tàn nhang trên mặt bằng giải pháp công nghệ cao, cơ sở thẩm mỹ uy tín được cấp phép của Bộ Y tế. Và xin được cảm ơn bác sĩ Võ Thị Bạch Sương đến từ Bệnh viện Đại học Y Dược đã có những lời chia sẻ cũng như là tư vấn cho các bạn khán giả của chương trình Đẹp Để Tự Tin có thể hiểu hơn về vấn đề làn da của mình. Và xin được hẹn gặp lại quý vị vào lúc 21h50 thứ Năm hàng tuần trên kênh HTV9. Xin chào và hẹn gặp lại.